có trứng không chị? Mắc hơn đây 6 con à? Hả? Có con nào bự đâu? À, xin chào quý chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay Tân đi mua đồ xong của chính chị. Bây giờ Tân sẽ đi review thêm một số mặt hàng hôm nay nó có gì rẻ để cho chúng chị mình tham khảo để mình mua ha. Quay cái lệnh luôn. Cái lệnh có gì đâu mua. Để kiếm cái xác hoài mà, có cái xác cái nó dứa không à. Cái chốt còn bự bự không à. Chốt còn có nhiêu hả chị? 100 ngàn hả? Chốt này chốt nuôi vậy. Chốt này hồi mới nuôi mấy năm trước bao nhiêu không? 150, 160 xúc sò á. Hồi mới nuôi á. Bây giờ nó quá trời à. Quá trời nhiều rồi. Mập ú à, cá này béo lắm luôn. Trúc châu. Trời, cá dứa không chứ không có cái xác đâu hả? Hồi tối hả? Ồ. Mắc. 200 mấy. Mua cái gì vậy? Cá linh to anh. Trời ơi. Mèo. Ế quá là lên đây luôn hả? Trời ơi. Trên đây không có người, ở dưới có người mà không bán. Vậy hả? Dưới bán hóa rồi, khỏe được. Trên đây người ta đi quen đúng không? Đùi nó gài cũng 190 thôi, từng nào mới hạ trời. Tới 10 xuống mới hạ phải không? Đúng rồi, ở đó tháng 4 là nó hạ. Tháng 4 người ta nuôi ếch được nhiều rồi, tháng 10. Tháng 10 xuống. Nhớ tiền như đây cá. Bóng trứng mà là mùa này chưa có trứng. Cái bóng là mùa này chưa có trứng cô chú anh chị, tháng 7 tháng 8 mới có mà không dài, thấy con cá này có nhiều nè. Ở chậm bán là biết đâu. Cá chèn tối thì có chuồng kết. Cá bóng đó tối giờ bán nhiều anh hai? Hả? Cá bóng đó tối bán nhiều à? 90 hả? Rẻ. Tao ra cá chèn bầu bự bán nhiều ạ? Bầu bự 206. Dạ có cá lăn xong nữa đó hả? Có luôn. Lăn xong mắc không? Cái chép luôn hả? Chép luôn. Chép tối có bự không? Có. Còn mấy ký? Còn hai ký đó. Có cá lăn thiên nhiên nè. Này cá thiên nhiên này nó màu vàng vàng vàng. Giờ nó về rồi. Phải qua quay hỏi giá rồi mà người ta biết. Cái chèn bự gà 260 hả? Chèn kết không rồi có. Xúc vô đây nè. Căng xúc vô rồi đổ vô trong đó. Căng nguyên tới xúc đồ ra tôi bán rồi để cho bà nhìn theo mày. Bà tôi xúc vô đây nè, bà làm gì tôi xúc đồ ra tôi bán nữa, mắc gì vậy? Bà lấy nữa không? Hết 50 ký bà lấy hết không? Tôi hết rồi. Rồi à, bà mua nhiêu tôi bán nhiêu. Cái gì? Bà luôn luôn quá trời à. Lại đi hết bơ, mua hết bơ thôi. Cá chấm phi lê của chú anh chị ơi. Cá chấm này là 250 ngàn. Đó. Có cái hàng đông lạnh nha, tại này người ta giao phi lê ra sạch xương hết trơn luôn á. Quay cá. Quay người gì chứ hả? Có người nào bán không? Bán đi đâu không? Quay bán luôn. Cá này chấm giòn, nó giòn dữ lắm, giòn luôn. Phi lê sạch xương, mà cá này là cá đông lạnh nha cô chú anh chị. Giòn. Nước đá trời sẵn rồi ốp. Quá trời ấy rồi. Để đi quay thêm, cập nhật giá thêm cho cô chú anh chị mình xem nha. À, hôm nay đang lấy cái khô cá dứa một nắng này cô chú anh chị. Cô chú anh chị có ăn thì lấy chung ra với tần đem ra với cá luôn ha. Khô dưới một nắng này có xài từ ký trên cái mấy. Rồi 2 ký mấy, có con cũng 3 ký, 3 ký mấy cũng có luôn nè. 2 ký 9 luôn nè, khô rất là ngon cô chú anh chị. Vừa ăn về mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ chiên nha. Đó. Cô cái đồ một nắng nè, cô này cũng lạc rất là ngon luôn, chiên là vừa ăn cơm luôn cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị có ăn thì cứ nhắn ra ha, hôm nay lấy về đầy tủ luôn, để dành.
trong khi cái lúc mà nó hết hàng, thì đặt đặt máy chặt ruột hoài, cho nên lấy bỏ tủ đông vậy nè. Sẵn cô chú anh chị có ấy thì lấy luôn, thì đây lấy về giá nó cũng rẻ, mình chợ khô luôn á. Cá thu, thu câu cũng gà 185.000 cô chú anh chị nha. Đó, giờ này cá này không có cá câu, hôm nay cá đổng ngon hết trời. Cá đổng sò này là bao nhiêu chị? Quá trời ngon, sò vậy là 90, ngon hết cái ngon rồi cho anh chị mắc nè. Ngon ghê không? Cá sóc này mắc không? Giờ này là không có mua. Sáng rồi. Cái sóc vàng thường thường nó mắc hơn đúng không? Mà sóc vàng hình như là có đi xuất khẩu hay sao á, hình như là có Trung Quốc ăn hay gì á. Cá ngao hôm nay rẻ không? Cá ngao trời ơi rẻ hả? Ổm nó cũng 115.000 á. Cá ngao rồi chú anh chị, cá mu sữa nè. Ừ, cá muối sữa 90. Cá này chiên ngon lắm chị Thanh. Ừ. Ở gì chiên xả ngon lắm. Nhỏ 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 nè. 90.000. Cá người bò này 75.000 ngon, hết biết ngon. Đang thui. Cá phèn à, tối giờ bán nhiêu biết không? Cá này là hàng nằm nước này, là cái hàng không đẹp, hàng son son, cái hàng tệ nữa, cái hàng này rẻ hơn. Cá phèn nó tối giờ bán mắc mềm. Cá nhớ sáng cũng còn ngon nhất. Cá của Lon này nhớ sáng là 180.000, con này 6-7 kg luôn, còn lớn không cô chú anh chị ơi. Dạ cá này còn cũng được, ok lắm. Trời tao kiếm đầu mực do không có giờ mới ngắt luôn hả? Dạ. Đó nhiều rồi. 220 hả? Đầu lá nó mắc hơn đầu nan nhiều lắm. Có kiếm đầu này không có. Mua đầu lớn. Có người mua như đầu này nữa nè, không có anh giặt bỏ luôn. Quay tôm chấu bán đi, tôm chấu bao nhiêu chị? 80 hả? Tôm nhỏ nhỏ này về kho để làm cái gì ta? Về bán tôm không á. 200 ngàn. Kho á? Kho được hả? Hồi tối 20 con nhiêu? Chị, tối 20 con nhiêu? 20 con hồi tối bán em 120. Ủa tối có lấy không? Có lấy con nào đâu. 20 con, 125 con trăm hả? 21 hả? Cá này cá con lao lai hả? Lai này lai. Lai này lai này bao nhiêu? 90. Nó lai qua gần qua cháu cá cha bằng nè. Ủa gà không có cá lớn chị, cá cha bằng là lớn không có hả? Bữa nào có hú rồi. Hú mua 4-5 con vậy rồi. Lớn mới được. Có đó. Mình son luôn hả? Nhiêu tiền anh ơi? Chạch nay nhiêu à ông chủ? Này 6 con hả? 6 con nhỏ hơn con hả? Này bán 400 hả? Việt kiều hả? Việt kiều ăn sang dữ đó, ăn tôm
400 ngàn luôn trời. Nhiều quá. Ông nói đợi mấy ngày mới có, đợi mấy bữa rồi đó hả? Chú Quân, dặn mấy bữa rồi đó hả? 15 dạ, 4 ngày á. 4 ngày mới có cái tầm sào à? Ừ, tại vì nay, 6-7 lên mấy ngày đường ta đâu có lên. Bữa nay thứ mấy vậy ta? Càng này rụng là lỗ không còn cái quần mặt ở đó. Đi coi đây, ai mua càng không lên, lên mua càng luôn. Rồi là bao thật thôi. 30 hả? Mấy trăm ngàn mà rớt càng ra 30 ngàn à? À thôi luôn, nó rớt đóng càng này mấy chục kg rồi lỗ biết nhiêu tiền trong đây nè. Lỗ biết nhiêu tiền. Bầu nè, bầu đẹp nè. Mực bầu. Bầu nay nhiêu rồi bầu? 24 à. Rẻ là sáng bán giá này, sáng hôm nay tối em rưỡi hả? Giờ này đi review. Cô Đinh hả? Cô Đinh này mắc không? 450. Rồi. Con này 3-4 kg. Nó dữ vậy. Con này 3-4 kg, 3 kg mấy? 4 kg mấy à, nặng dữ vậy. Nắm hai cái giò nữa. Ở đâu bữa nay sao có con này vậy con? Người ta dặn hả? Dặn mới có phải không? Chứ không là không có bán phải không? Nè cô Đinh còn có chú anh chị. Úi bây giờ quá dữ rồi. Quá anh. Mà như vậy ướt cam luôn à. Cô Đinh là nó cái gần gần nắm cổ nó lên nó đi xì sợ. Không dám cắn thì xì sợ lắm. 450 coi chú anh chị ơi. Cái này phải đặt nha. 4 kg mấy. À, lúc trước có con bự đợt đó mười mấy ký, 600 mấy ngàn. 33 đi, review 33 đi. Khui 33 dưới ra kìa. Dưới cái dưới khai á. 33, 56 là 130 của chú anh chị, 56 lạng. 67 là 145. 78 là 155. Đó, 89 là 165, 910 là 175 đó. Và còn 91 ký 2 ở đây 185, ký 2 ký 4 là 201 đó. Này là giá 33 vậy tôi đến chị nha, mới xin giá mình vô review cho cô chú mình chị biết. Con này già ra ngối hả, nấu chuối vậy đó, người ta biết nấu thôi. Ơi không ăn ngon lắm nha, thịt không à. Mà về phải mần ra cái ăn luôn này được không? Không không, lóc mấy cái mỡ gần gần cái chân đó nè, 40 mỡ gần cái chân nó sợ ăn bị tanh đó. Ăn ngon hơn thịt gà nữa, dai lắm. Bốn cái đùi nữa là thịt không à, đã lắm. Sụng. Rồi hôm nay đang báo giá 33 cho một số anh chị hỏi á. Báo giá nha. Có xài thì nhớ cái size tăng đọc nãy giờ. Nhiều quá nhiều mặt hàng hỏi lại tao không có nhớ nữa. Cái chuỗi ngọc này hổm có nhiều người mua lắm mà bữa nay sao hình như là 170 chuỗi ngọc. Bởi tối người ta hỏi ốc nhảy không có dám nhận, bây giờ nó lên được xí. Báo ra đây báo gì giờ biết đâu, giờ này gọi dễ gì. Ốc này mắc không nãy à, cái này rẻ hả? Bán cái lúc không có là nó tới 200-220 luôn á chứ. Cái lúc không có 200-220 luôn. Dùng ra kia nó bán mà kia nội ngoại nó chết rồi nó hồi á, nó bán qua đây bán dùng á. Không có mối đâu, bán mẹ nó bán vốn. Trả 140-150 ngàn bán lại luôn. Đúng rồi. Lại đi một kiếm sò dương quay. Quá trời đồ, chợ đồ nhiều rẻ rồi. Ba thiên đồ luôn. Giờ này còn đồ còn vô dập trời. Không có đường đi luôn. Sò dương nãy thấy ít, bữa nay không thấy sò dương ta.
luôn. Quá kẹt xe luôn. Trời, sầu riêng. Ui. Hôm nay có sầu riêng nhỏ nè, lên xuống sầu riêng. Trên 7 có. Hôm nay ốc đỏ quá trời luôn. Sầu riêng này em có gì đấy hả? Mắc không? Sầu riêng tới giờ mắc không? Đang quay ông này, ông hát nhạc, ông đi tới hoài ta. Hậu dính bản quyền cái luôn. Dương nhiêu à? Còn cái này hơi nhỏ rồi, tầm rưỡi. Sầu riêng này giá... Cái dưa nó bự đó. Dưa nó 12, 3 con à. Dưa này 15 con, còn dưa nó 18 con. Đây, 1,5, 1,8. Cho nó cái dưa vàng hả? Rồi. Lấy này đi. Lấy kia. Lấy cho... Ủa, 220 lần không bớ không? Trời lẻ rồi đó, dưa lớn 300 lần. Trời, bữa nay không ít, ít đồ, không có sầu riêng á. Sầu riêng này. Trời, không có sầu riêng. Anh thấy trong vòng không có sầu riêng nữa không? Chỉ có sầu long mà lẻ không? Không, không đi, không, 1,3, 1,2 đi. Mập, sầu riêng vàng đây mập. Có trứng không chị? Xâm thịt hả? Trứng rồi, con lớn về mấy trăm luôn á hả? Thịt là ăn nó cũng ngon. Ăn như vậy, con tôm A lớp chai, cái thịt của nó. Vậy hả? 150.000 con. Vậy là mấy xăm trứng bự là đi vô nhà hàng hết rồi. Nhưng mà cái thịt nó cũng có trứng nha. Nè có trứng, con này có trứng gì nè. Đúng rồi, nhưng mà trứng nó non. Trứng non. Chứ trứng đầy là nó đi xuất khẩu vô nhà hàng hết rồi. Nhưng mà cái con này biết ăn nó thì thịt nó rất là ngon. Vậy hả? Thịt nó y chang cho con tôm ăn đất cài vậy. Nó ngon vậy. Còn mấy xăm trứng nhỏ là 60 con hả? Ốc giác bữa nay chợ nhiều quá trời luôn. Chợ bữa nay đồ rẻ, nó tin đồ rẻ. 150. Ốc hỏng vỏ đẹp luôn không? Chợ bữa nay lượng đồ nhiều mà giờ này bán văn vách hết trơn hả? Bán cũng dữ ha. Rồi để bữa nào đi. Bữa nay thấy đồ quá trời luôn, tính bữa nay là thấy mà bữa nay bán chợ bây giờ cũng thưa hết trơn rồi đó, thưa đồ hết rồi. Hôm qua hả? Tới trưa luôn không? Tới trưa luôn hả? Tới trưa sở tới trưa luôn. Đó. Nay lễ 8 tháng 3 nên mấy chị phụ nữ ăn ốc nhiều. Ngày chưa có ốc giác vàng luôn hả? Hôm qua kia có mà còn có 4 lạng, 3 lạng. Bữa nào bự bự hú em. Ốc mỡ bữa nay chợ nhiều rồi, bữa nay sầu riêng ít, hôm qua sầu riêng đầy chợ luôn. Sầu riêng bữa nay chắc để bán tỉnh hết trơn hết rồi. Dí anh à. Nghèo nè. Trời bữa nay bán cái gì mắm nêm, mắm gì lum chân vậy? Trời ơi, con ai còi bự dưới anh hai? Mắc hả anh hai? Mắc. Con này lúc trước 450. Ốc đỏ cũng gà nhiều cũng rẻ luôn. Đỏ nhỏ nhỏ này nhiều anh hai. Em luôn hai mập đi. Trời ơi bán ra. Con này bữa nay 200.000 thôi chứ anh chị, bành không rồi. Đó. Con đó khoảng mười mấy con. 10 này 2 con. Ốc mỡ này rẻ luôn nè. Ốc đó ốc nhỏ. Còn loại ốc vô xay nó cũng có 270, 280 thôi chứ không được. Trời anh đi trả tiền vòng vòng đó chứ. Đâu có đi chợ giáp sáng.
đi chạy cái này mà giờ này giờ chưa giao đồ nữa, cô chú anh chị hối chắc chạy xúc cái bánh xe ra ngoài luôn. Ai cũng đi làm á cô chú anh chị, tại tranh thủ luôn kia nọ. Con này 30 ngàn, chưa có đủ tiền sữa cho con, phải cài. Quay nè, quay cho ổng lên ổng chửi thề chửi lộn rồi chơi á mà. Vậy đi, tắt lương hả? Tắt lương hả? Sao vậy, hôm nay mắc anh Bảy 20 luôn. Sao vậy, hôm nay mình cũng phải luộc lên rồi mình hái nướng chứ không là mặn lắm. Để nghe thằng Thụ. Con này ký mấy anh Sợ? Ký mấy? Ký mốt hả? Nhiều mốt hả? Dạ. Con lớn, 1.3 rồi đúng chị à. Bò biển. Triệu mốt. Con này mặn tiền quá. Này 2 ký. Hả? Có con nào bự đâu? Nhỏ quá hả? Hai ký, ok. Con này chắc 2 ký mấy quá. Lạnh ghê. Đóng. Thôi đi. Anh tuột gà nhiêu chạy? 350 à? Nay rẻ rồi nè. Không quay đằng kia nó tới 380. Cuộc sống mà coi chú anh chị. 350. Ốc này má của anh Toàn, ốc đinh, ốc viết nè. 25 ngàn cô chú anh chị ơi. 25 ngàn luôn. Ai mua có chỗ tân mua người ta đập ngang khúc về khỏi chặt luôn. Quá trời luôn, đồ luôn. Mở Hà Nội này nghe ghê. Mở trắng này nó rẻ lắm cô chú anh chị. Mở nay ghé rời luôn. Chạy chủ ra chạy bán luôn. Sữa 15 ngàn giờ phải sổ luôn. Ốc mỡ lúc rời rẻ thì không ai chịu ăn đâu. Đợi lúc nào mà chừng 400 ngàn cái đặt nhất chân á. 200 mấy. Hiện giờ bán 250. Xe nhỏ mà. Xe lớn, xe lớn thì 27. Lúc rẻ thì không chịu ăn, lại lúc mắc thì kiếm. Này nó ngâm nở hết rồi đó. Mua bắt mấy con ốc nở nó không có bị cát thôi chứ vậy. Mấy con ốc mà bị cát mà bị nín nó không có nở đó. Trời, ốc bữa nay bán dữ thiệt. Nay quá trời đồ luôn, bữa nay giờ này chắc trống hết chợ luôn. Mới có 6 giờ. Rồi hôm nay tôi quay đến đây kết thúc clip của chú anh chị để đi về chở cái thùng khô cá dứa về. Hôm gầy ta nhập khô cá dứa về nhiều lắm, cô chú anh chị có ăn thì cái đủ xài luôn. 2 ký mấy, 1 ký mấy, 3 ký cũng có nữa. Ha, cô chú anh chị có ăn thì tận cứ đem chung ra với cá nè, cô chú anh chị lấy luôn. Khô cá lù đù nữa.